Không sao đâu, bài này chỉ để xét trình độ anh văn của em thôi, để cho tiện gì sắp lớp đó em. Dạ, nhưng mà... Em đừng lo lắng gì cả đó, ngồi để đợi anh chừng 10 phút, anh trở lại hướng dẫn em vào lớp nhé. Dạ. Cố gắng nha em. Tâm con, qua tới Mỹ con hãy ráng cố gắng học hành, luôn nhớ rằng mọi việc con làm trước là cho bản thân và sau là đừng để phụ lòng cha mẹ nha con. Ở bên Việt Nam em học tới trình độ lớp mấy rồi em? 11 ạ. Em học chương trình Anh hay chương trình Pháp? What is your name? What is your name? My name is... My name is... Thôi giờ ráng cố gắng nha em nhé. I am fine, thank you. I am fine, thank you. Very good. Dạ chào anh Đăng, có chuyện gì vậy anh? Hôm nay tôi đưa đến cho cô một học viên mới. Rồi tốt quá, cảm ơn anh. Em tên gì vậy? Dạ, thưa cô Tâm Tâm. Nhiệm vụ tôi đến đây xong. Bây giờ đến phiên cô Mai take over. Dạ. Alright. Dạ, cảm ơn anh. Bye. Dạ, chào anh Đăng. Cô lớp đi Tâm. Dạ. Kiếm chỗ nào trống cho việc ngồi tự nhiên nhé. Wow, bây giờ chúng ta hãy trở lại với bài học. Hồi nãy chúng ta đã học những câu đối thoại về phép xã giao. Bây giờ chúng ta hãy thực tập nhé. Bác Tuấn, bác tự giới thiệu bác với Tâm đi. My name is Miss Như Tuấn. Miss chi mà là đó. Cái ông đi nói chi mà là rồi hè. My name is Hua. How are you today? And what's your name? My name is Mr. Tung. I am not fine today. Rồi bây giờ đến Tiên Tâm. Em nói đi. My name is Tâm. Very good. Tâm. Dạ, chú. Sao ngày đầu đi học có vui không? Dạ, cũng được thôi chú. Lớp học có đông không hả Tâm? Dạ, thưa chú, khoảng 20 người. Mà toàn là người lớn tuổi không mà chú ơi. Có nhiều người còn già hơn chú nữa đó. Ủa chú già lắm sao? Anh đã bỏ việc rồi.
người em thấy việc đó cũng hơi nặng nhọc đối với anh đó. Thế là nó cũng xuống được. Được rồi, em mà biết gì, lo đi đón con đi. Lo đi đón con đi. Sao nhìn em mới tới hả? Rồi, chuyện gì nữa đây? Cũng chuyện khá khoa nữa phải không hả? Cái gì? Nghỉ nữa? Trời đất ơi, đồ làm cha ba trợn. Việc làm cứ nghỉ lung tung hoài. Lần này lần thứ mấy rồi? Mà tôi con nghĩ là cũng đúng. Còn đi làm ở thầy giáo, rồi qua đây làm nghề cây chân cũng hợp. Con nhỏ này lạ thiệt rồi nha. Mày nói vậy mà mày nghe được hả? Tao mà như mày thì cho con nghe từ lâu rồi đó. Vậy như vậy tao không thích đâu. Ok, thôi, chồng của mày lo. Con Oanh ơi, chuẩn bị đi về con. Mấy con ơi, về đi mấy anh. Dạ, tao rước. Ô, chị Yến, ngoại phá. Ok. Yến, mai mình sẽ tiếp nha. I can see tomorrow, bye. 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 Giỏi, ngoan lắm. Ngày mai gặp lại các con nha. Anh rửa mặt rồi ăn cơm em. Ăn trước đi. Lát nữa anh sẽ ăn xong. Thôi anh chuẩn bị em và hai con đi. Ừ thì cũng được. Anh ra liền. Dạ, em ra trước. Cúc lại là những món này. Em không có món nào khác sao? Thôi nấu cho anh tô mì gói. Em lấy cho anh một cái thìa luôn nhé. Tâm ơi. Dạ. Đi thay đồ đi ăn với chú. Nhớ mặc bộ đồ mà chú mua cho Tâm đó. Chú thích bộ đó lắm á. Dạ thưa chú, Tâm mới nhận cơm nguội được rồi. Cái gì mà cơm nguội. Thôi lên thay đồ đi ăn với chú cho vui. Lại lên đi nha.
chưa? Chưa hả? Ừ. Chú đây, chú chiều nay đừng mở đèn. Đừng sợ. Chú làm gì vậy? Đêm nay buồn quá chú ngủ không được. Tưởng Tâm còn thức. Mà chú sao vậy? Hình ảnh của Tâm chiều nay đồng chí nhớ tới thằng em ruột của chú á. Nghĩ mà thương cho nó ghê vậy đó. Tiện hả chú? Đúng. Chương thiện. Giờ này đất chương thiện nát tan. Anh em chương thiện chia lìa. Chú lại chú chứ đừng làm cái sợ lắm. Tâm đừng sợ. Đừng có sợ, ai sống nó lâu trên đất Mỹ này cũng bộc lộ tình cảm sâu sắc như chú vậy thôi. Chú và nó thường âu yếm với nhau. Chú thường săn sóc cho nó. Chú thường ôm nó vào lòng. Chú thương nó lắm. Chú ôm nó vào lòng như thế này nè. Như thế này nè. Như thế này. Bắn đường chạy tâm. Alo, Thành hả? À, hôm nay em nhà mày được không? Lại đi bộ, ông sponsor của Tâm đâu? Dạ Tâm không còn đó nữa. Thôi lên xe cái đã. Dạ. Xúc đeo lại đi Tâm. Xúc đeo là cài dây nịt an toàn như thế này nè. Xúc đeo xong rồi. Dạ. Qua đây với ai vậy em? Dạ thưa, em qua đây có một mình. Tụi con chơi nhẹ nhẹ thôi, cho mẹ làm việc nghe không? Mẹ biết mẹ, bố đâu mẹ? Mẹ không biết nữa con, chắc bố đến nhà bạn bố đó. Mẹ biết bạn đó, mẹ nhà nấu. Ừ, đợi bố về đã nghe con. Nhà bố về. Mẹ không biết. Nhưng mà thôi để mẹ làm việc tí xíu rồi mẹ tính cho. Nhà bố về. Mẹ không biết con, mẹ không biết. Thôi đợi mẹ làm việc tí xíu đi. Con lại chơi với Hùng đi. Con lại chơi với. Ừ, được rồi, để mà đợi mẹ làm việc tí xíu nữa thôi rồi mẹ tính nha. Ok, rồi con lại chơi với Hùng đi. Này này, Hùng Anh ơi, đừng có chạy xa các con. Vô đây.
Cô đi chơi gần mẹ nè. Hai cô làm gì đây vậy? Ủa hai Tâm, Tâm đi đâu đó? Dạ, Tâm chạy vòng đây chơi cô. Hey, đi đi. Ồ, đây là cô Mai. Đây là Hằng. Chào em. Hai Tâm. Cô. Come on, Tâm. Tâm đi trước đi, Tâm ở đây chơi một chơi một chút rồi Tâm về. Kịch chứ. Không đi thì thôi. Hùng à, Hùng anh đâu rồi? Anh Tâm nhớ chơi với tụi em nha. Ok, em ra ngoài chơi với hai đứa hả cô? Coi tụi nó giùm cô nha, cẩn thận ha. Mấy đứa này đã đi đâu vô đây, đừng có chạy xa nghe không? Hùng Anh ơi, chuẩn bị đi về các con. Con chơi vui không? Dạ, vui mẹ. Cô cảm ơn Tâm. Dạ. Rồi, đi về. Mình đi về nghe các con. Trường đại học ban đêm đó. Được không Tâm? Dạ được cô. Cái này Tâm làm lẹ nè, dễ. Nghỉ hè, tí về quê thăm nội. Nghỉ hè, tí về quê thăm nội. Thăm nội chứ không phải thăm nói. Thăm nói nghĩa khác nha con. Yeah. Nghỉ hè, tí về quê thăm nội. Nghỉ hè. Ồ, ai vẽ mà đẹp vậy? Con. Con mà vẽ đẹp vậy sao? Chắc mẹ quá. Con rồi. Anh có khỏe không anh? Anh có khỏe không anh? Con đâu? Dạ con đang chơi trong phòng. Nằm nhà chứ có làm lụng vất vả gì đâu mà không khỏe. Anh đừng nói với em như vậy nữa được không anh? Thế cô muốn tôi nói như thế nào? Dạy tôi đi.
Em không dám, anh vẫn là thầy của em. Em còn có cái hạnh nhiệm là người tình của anh, và rồi được làm vợ của anh. Em luôn luôn bé nhỏ đối với anh, luôn luôn thèm nghe những gì anh nói ngày xưa với em. Xưa khác, bây giờ khác. Chỉ có đất trời khác, chứ anh với em cũng khác nữa sao? Một người học trò dù xuất sắc đến đâu cũng không bao giờ được phép kiêu ngạo với thầy. Em im đi. Em xin lỗi anh, em không có ý vậy. Anh bây giờ như con cá nước ngọt bị ném xuống biển. Anh đang bị chết ngộp. Em thì giỏi lắm, em có thể thích hợp trong mọi môi trường. May mà em còn thấy đất trời đổi khác. Chỉ tiếc là em chưa nhìn thấy em thôi. Em van anh, em xin anh. Anh cứ đay nghiến em bao nhiêu cũng được. Em van xin anh, anh đừng tự dày vò mình nữa. Yêu anh, em rất là khổ sở khi thấy anh như vậy. Chàng Nghi đã có chuyện gì buồn rồi? Ảnh mỗi ngày mỗi gay gắt hơn. Nhưng mà như vậy thì Mai cũng chịu đựng được. Thôi mình ngồi xuống đây nói chuyện tí đi. Chàng biết không, thằng này trong ảnh mỗi ngày mỗi tiều tụy sao? Mai thấy xót sao? Không chịu nổi. Mai thấy rằng bây giờ anh sa sút đến mức nào? Cho nên quay ảnh Mai có cảm tưởng như là đang theo dõi từng hơi thở của một người trong cơn bạo bệnh. Không lẽ thầy bây giờ đến nông nỗi đó sao? Tâm bất an thì thân bất toại mà. Ngày xưa Mai bướng bỉnh đến cỡ nào anh cũng chiều Mai được, còn bây giờ Mai hết lòng chiều chuộng anh, nhưng mà anh cứ như vậy đó. Thôi bố, bố ráng đừng buồn nữa. Không, Mai mà phải cố gắng lên. Bố phải cố gắng lên cuộc sống. Vì bố còn phải nghĩ tới bé Oanh với bé Hùng nữa. Cô giáo đừng khóc nữa. Này chịu nước mắt đi. Thôi bố ráng kiên nhẫn lên ha. Lo cho thầy. Rồi có gì hôm nào mình ghé thăm thầy nha. Cảm ơn, cảm ơn cha. Đừng buồn nữa.
Bánh mè ơi, you wanna go shopping? Shopping? Đi với Tâm hả? Sure, I'll be out in a minute. Okay, how about this one? That's a nice one. Do you know what smell he's looking for? Like a musk or? Okay, one. Idea. We've got two that we just got in that we've done real good with. Smell number five. That's a nice one. But when you try this one, be careful. It's not a spray, so it's real concentrated. Okay. It's a nice smell. I like that one. That's my favorite. Be careful with this one. It's real concentrated. No, we're just going to go with the pink now. We take Visa, cash, check. We're coming my way. Đây là khuôn viên thư viện cô thường đến để học bài và mượn sách. Ồ, vậy hả con? Thư viện ở đây sách gì cũng có. Em nên đến thường xuyên để trau dồi kiến thức nha Tâm. Dạ. Học vấn là những bậc thang mà sẽ đưa em đến thành công trên đường đời đó. Cố gắng học nha Tâm. Dạ. Tại sao hôm nay anh lại uống nhiều quá vậy? Bác sĩ đã bảo anh không được uống nhiều mà. Bây giờ ngay cả việc ăn uống của tôi cô cũng quyết định nữa sao? Em chỉ lo cho sức khỏe của anh thôi. Lo? Lo mà giờ này mới về.
Biết rồi không biết ban ngày ban đêm là gì nữa. Bộ tôi nói khó nghe lắm sao? Hình như trong nhà này bây giờ không còn ai muốn nghe tôi nói nữa. Trước đây có lần Mo kể với Toa rằng Mo đã trải qua 3 đời vợ, tình nhân không kể. Chắc Toa nghĩ Mo khoe khoang lố bịch chứ gì. Không, Mo than thở đó thôi. Toa ngồi tiếc rẻ cái ghế thanh tra, cái chức hiệu trưởng. Mo nằm ước mơ một mái gia đình, một đời chồng vợ lâu bền. Cho nên cuộc sống của chúng ta luôn luôn có những lý do để thiếu bình yên. Ta có ác cảm với cuộc sống này, nên ta trở thành một kẻ bị dị ứng thường trực. Đợi cô hơi lâu hả Tâm? Dạ. Đợi cô có lâu không? Dạ không sao cô. Ở nhà Thành vẫn thoải mái chứ hả? Dạ. Sách này cô. Ồ, Tâm đã coi bài lại giùm cô rồi sao? Dạ xong hết rồi cô. Tốt quá, cảm ơn Tâm nhiều lắm. Dạ không sao đâu cô. Sẵn dịp này Tâm ôn toán lại luôn. Nhớ nha, có mất thì giờ thì cho cô biết. À, Tâm đi biết Ba chưa vậy? Ba chưa biết. Ở trên đó tuyết đẹp lắm đó. Sao không cô? Bạn cô nói cách đây 2 tiếng lái xe. Gia đình bạn cô có ý định mời gia đình cô lên trên đó chơi cuối tuần này. Dạ. Gia đình cô cũng sẽ đi. Tụi con cô cũng muốn Tâm đi nữa đó. Dạ cảm ơn cô. Tâm sẽ cố gắng cùng đi chung cho vui. Cố gắng đi cho vui. Dạ. Hùng với Oanh nó thích Tâm đi lắm đó. Dạ. Rồi, có gì cô gặp sau. Yeah. Bye. Bye bye, cô. Bye Tâm.
say you'll be mine tonight, yes tonight, and I hold you tight. Say you'll be mine tonight, yes tonight, I'll give you my time. I wish you were mine. I know, yes I know, I won't let you go. I wish you were mine. I know, yes I know, 'cause I love you so. Every time when you smile, I feel so. Now I'm gonna go ice skating. Is this a perfume or a cologne? Five. Maybe is it this? There's six bottles here. Five. Is it six little bottles and as a gift? Five. Anything else that looks familiar? Five. Oh, Chanel number five. Okay. Well, I'm glad we got that straight. It's $40 a bottle, so if you want four more, that'll be $200. Oh, 40. Okay, so you just want one? Yeah. One bottle of Chanel. Okay. Anh em đi dậy đi. Ừ. Đi dậy đi. Em muốn bàn thêm một việc trước khi đi. Có khẩn cấp lắm không? Cứ nói đi. Em muốn gửi hai con lên Seattle chơi với mấy gì trước khi hết hè. Chuyện đó có cần thiết lắm không? Dạ, em thấy cần. Suốt mấy tháng hè, em thì cứ lo bận rộn với trường học. Rồi về nhà thì phải lo cho các con. Em muốn mình có nhiều thời giờ với nhau. Sinh nhật của em cũng sắp đến. Nhưng mà em cũng sẽ không tổ chức để cả mất thời giờ. Chuyện đó tùy em. Thank you.
Alo. À, sao ta? Ba Phạm đang ở nhà con mình, Mo chưa biết tính sao. Hay là lúc nào họ tới gọi cho Mo thêm lần nữa đi. Thế có thể không? Ồ. Hết Mỹ rồi đến Tây. Người ta ra đi gốc mận gốc xoài người ta còn muốn bứng mang theo. Còn em, chỉ có chiếc áo dài, em cũng nhất định bỏ lại. Em đã giải thích thiệt hơn với anh rồi. Chỉ vì ở đây may một chiếc áo dài rất là phức tạp và tốn kém, hơn là mua một bộ đồ may sẵn. Em chỉ mong anh hiểu như vậy thôi. Cái gì rồi cô cũng giải thích suôn sẻ cả. Chơi xa hết rồi. Cô rất muốn mời Tâm vào nhà. Cô đâu cần phải làm như vậy. Tâm đến gặp cô để chúc mừng cô là đủ vui rồi. Cảm ơn Tâm rất nhiều. Tâm xin phép gửi cô món quà này. Sao Tâm làm như vậy? Tâm làm cô ngại ngùng hết sức. Tâm chỉ mong làm một điều gì đó cho cô vui thôi. Ai vậy? Cậu Tâm. Cậu đến đây giờ này để làm gì? Tôi đến tặng quà và chúc chúc mừng sinh nhật của em. Dường như cậu Tâm này biết nhiều về em quá ha. Thậm chí ngày sinh nhật của em anh quên mà cậu ta cũng nhớ. Lại còn cẩn thận tặng quà nữa. Chỉ là một món quà nhỏ mà anh để làm gì? Hay thật. Điều này em giải thích như thế nào đây? Nhưng điều em không cần phải giải thích. Mùi nước hoa của cô mà nó cũng biết. Như thế có cần phải giải thích không? Cũng thế thôi. Bởi vì việc đó là việc của người ta. Chỉ có một việc mà cho đến chết em cũng không có thể giải thích được. Đó là tại sao em bỏ cha bỏ mẹ để ra đi. Mày, cô dám ăn nói với tôi như vậy nè? Tiến hành của em chưa chứ em đã dám nghi ngờ. Vậy thì tại sao lòng yêu thương đích thực của em đối với cha mẹ em không dám nói chứ? Cô không đâu. Cô dám ăn miếng trả miếng với tôi như vậy nè. Thank you.
hả? Cô có thích món quà của Tâm không? Cô đang có chuyện gì vậy? Thầy có nhà không cô? Thầy đâu rồi cô? Thank you.
Anh Khoa, khi anh nhận được lá thư này thì chắc chắn anh với em không còn nhau nữa. Chắc keo son của ngót 10 năm yêu đương và chung sống cùng với hai mặt con, em cứ tưởng đã đủ cứng cỏi rắn chắc để dù cảnh ngộ nào cũng không thể bứt lìa nhau. Thế mà chứ chi anh đã nở sau lưng em ra, không cho em tự. Anh coi em như kẻ đồng lõa với nỗi nghiệt ngã đang làm anh điêu đứng gian nan. Chỉ vì em, chỉ vì em không đủ sức mang theo cho anh cái tháp ngà quá khứ. Có ai xô mình xuống biển đâu anh. Cũng tại mình, tại mình nhất định không muốn tiếp tục chia sớt một phần trong nỗi khốn khổ chung của đồng loại, nên đã chọn con đường thập tử nhất sinh mà đi. Hơn nữa, chính anh cũng mộng mị nơi này, đất hứa. Chưa bước chân xuống ghe, anh đã thấy bến bờ rực rỡ, một mái nhà hạnh phúc được dựng lại trên mảnh đất bình yên. Anh mọc cánh bay bổng chim trời, đến nỗi quên đi mặt đất này nghìn năm hữu sinh hữu khổ. Dù ở nơi nào, cuộc sống của mỗi con người vốn là một gánh nặng. Sở dĩ có kẻ vác nổi và ung dung rảo bước trên đường đời, vì họ đã chuẩn bị lên vai một cuộc sống họ bằng một nụ cười. Anh Khoa, sao anh không như vậy? Sao anh sớm tự nguyện làm ngọn đèn hết dầu trong cơn bão táp? Anh không tìm ra lý lẽ nào để gượng dậy sao anh? Trong khi yêu anh, yêu con, em vẫn cố gắng đến tàn lực, lại còn phải chia sẻ từng cơn đau vật vả của riêng anh. Con Dung sẽ mãi cũng quằn. Qua những tháng ngày hà khắc lạnh lùng, anh có biết lòng em cô đơn đến độ nào không? Anh có biết làm cho em hằng đêm tủi thân đến độ nào không? Em yêu đuối lắm mà. Em yêu đuối lắm. Anh có ai? Hết rồi. Bây giờ thì hết rồi. Quyết định rút tay ra khỏi đời anh từ đêm nay là em sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả. Dù em không hề hò hẹn thách thứ với thứ bất trắc nào trước mặt, nhưng nếu phải đối đầu với nó, em vẫn sẵn sàng. Còn chuyện vì sao tan vỡ đá vàng từ đêm nay là chuyện riêng kiểu anh và em. Em hứa sẽ không bao giờ kể lại với các con. Em muốn chúng nó còn đường về. Tình cho con vốn quá thiêng liêng. Một ngày nào tìm lại nhau trong tốt đẹp là điều cần thiết. Bây giờ thì được. Đất trời này mênh mông lắm, mịt mù bóng chim tắm cá lắm. Anh tìm kiếm em và các con vô ích. Anh cố gắng gìn giữ sức khỏe, ổn định lại tinh thần, cố gắng một mình đứng dậy, tạo dựng lại đời riêng. Ngày xưa chúng mình đồng ý chọn nhau làm người bạn đời, nay đã không trọn vẹn rồi thì phúc chia ly này xin cho riêng em quyết định. Vĩnh biệt anh Mai. Thank you.
Tâm, khi Tâm đọc lá thư này thì cô đã đi xa, rời bỏ cả lớp học nơi Tâm và cô từng gặp gỡ hàng ngày. Cô buộc lòng phải lìa bỏ mái gia đình mà cô vẫn tưởng sẽ mãi mãi yên vui hạnh phúc, dù biết quyết định ra đi là tự cắt ngắn đời sống hôn nhân của mình. Nhưng cô thấy không có cách chọn lựa nào tốt đẹp hơn, nhất là vì tương lai của Hùng và Oanh. Cuộc sống quá tình phức tạp và đầy chông gai. Cuộc sống xa hẳn nguồn cội như chúng ta, điểm tựa càng yếu ớt, dễ ngã đổ, dễ thương tích tật nguyền. Cô chỉ viết vội mấy dòng, nhắc nhở Tâm nên cố gắng. Tâm thông minh và giàu tình cảm, hãy tiếp tục phát huy khả năng để thật sự thành công, làm rạng rỡ sự nghiệp và tương lai. Hãy tự đứng thẳng mà đi, tự xây dựng lấy đời mình bằng lòng kiên nhẫn và tự tin mãnh liệt. Tâm phải biết dành dụm, chắc chiêu ngày tháng để kịp hoàn tất những điều phải làm. Phung phí tuổi trẻ là tự đánh mất tương lai của chính mình. Và tuổi trẻ, Tâm chỉ được phép đánh giá tốt đẹp nếu ngày mai Tâm có đủ khả năng phục vụ cuộc đời. Đời nào cũng được. Cô tiếc khi lòng cô bắt đầu muốn gần gũi để nhắc nhở, hướng dẫn cuộc sống của Tâm thì cô không còn cơ hội nữa. Vì chuyện giữa Tâm và cô xảy ra đêm nay quả thật là tình cờ, và cũng không phải lỗi tại ai. Đừng bận tâm vì nó. Tâm còn nhỏ lắm, lại càng không có trách nhiệm gì cả. Muốn nhớ, cứ nhớ. Muốn quên, cứ quên. Dù sao cũng chỉ nên xem nó như cơn mưa hả, bất chợt của đêm nay, cơn mưa hiếm hoi của xứ sở lạnh lùng này. Bên biệt Tâm, cô Mai. As you probably know, the Chiron University has a specialist in matters of science, and at a particular time we decided on a new project. And in that particular respect, we have decided the new project shall be to prove that noise pollution is worse for you than many other pollutions we found on, like carbon dioxide and things of that sort from automobiles. In that particular respect, we need someone who really had the brilliance and energy to do it, and I'm sure he does a marvelous job. You have that man right here, Tam Whitt. Thank you. Thank you. Thank you. One more time. Một lần nữa, cảm ơn tất cả quý vị đã nâng đỡ và khuyến khích tôi. Kính thưa quý vị, giờ phút này tôi xin được nhắc đến một người thật đặc biệt. Người đó đã giúp đỡ rất nhiều từ lúc tôi còn bơ vơ và lạc lõng nơi xứ người. Người đã cho tôi nhiều lời khuyên quý báu và dẫn dắt tôi biết phân biệt phải trái, cũng như khuyến khích tôi tìm mục đích xứng đáng cho cuộc đời. Người ấy là cô giáo dạy anh văn của tôi vài năm về trước, và rất tiếc hiện giờ tôi không biết cô đang ở đâu. Sự thành công của tôi hôm nay là những gì tôi đã học hỏi được từ nơi cô. Vì vậy, tôi xin trao tất cả những gì tôi đang có đến cô với sự chiều mến nhất. Mong cô đạt được những điều cô ước muốn, và tôi hy vọng sẽ gặp lại cô trong tương lai. Thank you. Thank you. Thank you.
Thank you. Thank you. Trốn đi về chợt vắng tanh.